mặn chứ em về cho mà về làng ngày nay em đi vô cặp un nàng ư ni ra un nói đi chơi đi vô un nơi em mong em cặp un rồi ư ni ra nịnh un nơi ư ni đưa cặp ăn ca đứa hạt dụng đứa má hoa chăm ra giờ ngày ni biểu ni hạ cặp ăn ca đứa hình mẫn ùn ùn ma bố anh cô ngày ùn nơi về ở ni la đặt hòa bình ùn nơi ùn hạt ùn rồi bố anh cô ùn nơi có chỉ sương lên cô ngày này anh vừa dùng à, đặt ni cáp un sương cô ngày un nơi mặn chữ un hạt à, un nơi đeo chỉ ó vàng un rồi bố anh cô ngụn nó hơi hạt lên đi vời mà un ơi un trường un hạt mà rồi cô anh trang un nó hạt linh un bộ un ban un đừng chỉ nghĩ à mà rồi sương em trai un ơi un qua mọi hạt ra ra nhưng mà hẹt riêng bắn lời mang lò đi chùa anh ơi anh ni ý kém chàng mà yết lời rõ mày ngày nay anh về dùng đất ni cáp un trường cô ngày un ơi un trường un bộ à anh cô đứng mà bỏ gì à lạc liễu mà trường ra giờ un nói đôi ta như dặn chi hòa đi chỗ nó khó khó anh à dìu dắt em mà cũng dừa anh à dù răng mới cặp lần đâu mấy hai bạc à nhịp câu đơ đều đi cùng nói cảm ơn cái tấm mình chàng mang sương ùn à vậy ùn à đi cảm ơn đã dừa anh à ơi nếu mà ùn sương ùn bồ ùn ơi ngày nay anh biết đình
à, quê nhà Ún Trường Ún đạch nhẹ nhà mà điêu đi cô ngày Ún có chi Ún bộ Ún ra đâu đi dùng anh rồi đeo đi con nó hay anh ơi đi hát lửa anh ơi đâu bữa cả kịp mà chân hà lông xeo em mà quẹo anh con là anh ơi mặn chứ ngày nay biết ngày này đi vô anh rồi nhớ đến Ún Trường cô ngày Ún hôm mà này biết là dùng hạt làng làng mà chân bắt gặp anh chàng nơi đi ra bàn anh ơi thế thì mắn chứ anh bồ mà rình đi Ún Trường câu hỏi mà Ún ơi anh chín anh bố những lời vừa ni ra Ún nói anh ni ở xa lắm à Ún ơi ở đất Thanh Hóa anh rồi vừa ni ra Ún ơi có chi sương lên à anh con anh đi bộ mồ mình chân anh đại Ún ơi hòa bình Thanh Hòa chẳng xa chi đôi mình bạc nhịp mà cầu khi mà sang giữa anh ơi bữa nay khi đi anh ngò đang rồi câu ni là câu bi tông nó đồ lô rồi ngày nay anh đi đến mà rồi hòa bình ngày này ra Ún nói Ún Trường Ún đạch Ún riêu ó Trường ó đạch ó riêu là chỉ ra Ún hơi Ún qua ét xỉa nghe bắn lôi anh ơi trời dùng giặt gì Ún na yêu cũng chưa anh ơi thế thì ngày nay anh biết trốn nơi ni Ún Trường cốt tới chết Ún rượu đạch anh rồi xăm quê hương cô Ún ơi Ún ni a cái ca la mà xa ơ mương xa phường đình hà dùng cái chôn nơi ni ra bàn anh ơi Ún chẳng mắt lồi mặt đường ai người khẽ giặt khẽ gì Ún thường công bàn anh ơi rõ mây quê hương là chuồn
hòa bình ngày nay. À, Thanh Hoa em về đi chơi ra ùn nói, dù rằng có mặt nơi rằng ó mặt ùn rồi về sương em cô ngày nay. Đôi ta như dặn chiều đi, ê người cứ giật cứ dịu nãy cũng chưa ngờ. Rõ mấy anh vừa đến đặt mà hòa bình anh mà. Đây có tiền cái điều đánh mà anh đi ra ồn nói áo riêu hay hoài bố mẹ trong nhà bố mẹ vậy rồi mà khổ chân ra ồn nói. Ê Nga ơi cháu nói thăm mà cùng thăm quê thăm mà quan mà thăm mà làng của ê Nga cùng vừa ê Nga ơi hỏi thăm ồn trương ồn hỏi ồn ơi anh ni đã bố ồn rồi anh ơi Thanh Hoa mà rồi rất xa rồi ồn nói hay rằng chế đáng khám xa ra ồn chẳng có hảo hạt phải bài mà chơi ni ồn nói hòa bình Thanh Hóa chẳng xa chi ngày nào ồn bảo dùng anh đi đón chơi cũng vừa anh ơi anh đi ba buồn ngày trời ngày nay anh mày về an ơi ni mà cắp ùn rải ùn ngày nó đi trở về làng đâu nói xăm khà xăm mà đang về là trời cũng vừa anh ơi nếu mà ùn trương hao về xóm về làng ngày nó ùn về dùng trăm làng của anh gái ùn cầu đi ùn mặt thò mặt ra chiến sang cầu khác ùn à thì hỏi thăm mà cũng vừa anh ơi thế thì hỏi vừa anh ùn ơi cầu nó anh mặt mà ùn ơi anh liền anh bố ùn rồi ngày này rải ùn ơi cậu chỉ trắng mặt ùn ơi anh luôn đưa lại em mà rồi ngay khẩu rải ùn ơi hỏi thăm bố mẹ nhà chàng ăn khuya ở khuya nhà mẹ lang binh ngay ăn chẳng dừa ồn sương nói xăm bố mẹ trong nhà đưa anh công ơn em xin nhân mà rồi bún ra rải ồn ơi
mặt thò mặt răng hơi nhà ra bàn ơi bố mẹ anh mặn chữ chính an mà anh xa rõ mày bố vật rồi mà con mình mê rải un nơi bố hãy về ở núi à về ở rừng con mình nhà chân mình anh ngó con trả rải un nơi ngày này đi dùng à un nơi đứa anh ở dùng mà rồi bố nhau rải un nơi anh ơi thông cảm châu nà con un nọ mặt nà un thơi hoi thầm đã dừa anh ơi cho rên ủn sướng ủn hoài anh rồi luôn luôn ghi nhớm anh rồi bố xa rồi ủn ơi mặn chữ ủn nói à cầu hô chi đưa anh ăn bố mà rồi ngày nay ra ủn nó hơi hỏi đam ủn nay ủn mà nhà trang nhân sinh an này à mấy nàng anh em mà ủn anh bộ ủn cô cảm ơn cái tâm mà lòng nàng măng sương hỏi đình mà rồi anh em ra giờ ngày ni bố mẹ chính nhàn à ba người một nam hai nữ anh là chữ ba ra ở chỉ lê dầu à khạc lang con hình ở lại à quỳ nhà ngay này ra bố mẹ sinh khèo nông hình ơi có trai có gái à ủn thơi măng á vui à nông dừa ê nhớ bố mẹ khinh đệ con xa anh nhì cứ mặt anh là chữ bà ra nình ủn ơi cầu hà ni á mắt á rò ra mặt á ra chiến sáng cậu khác cũng đi hỏi thăm công bàn nình ơi còn răng chi nữa mà un ơi un sướng un hoài à un ơi câu chi anh mát anh rồi bố xa ra giờ ngày ni ăn cơ má mẹ là đặc ngã mũi hỏi xăm má anh bàn là mũi văn chi ni giờ anh ơi trên anh chính thực là thu họ trên lá quạch ủn rối xong cho cô ngày ủn hơi xin hãy ngã số chớ đẹp nô ngã
mát lối ước chi à un an un an ôi cái nhà yên ra bàn nên người chi nó tẩy bờ ngày ngày nay mẹ mà cặp kha un đứng à chỉ nghĩ rồi ba điều chỉ ra un nói mình chưa cặp anh kha đang ăn đang ở đứa mà gần nhau rồi giờ un nó hơi cầu đi mắt thỏ mắt nà răng chiến sang cầu khác à un thì hỏi thăm mà cũng vừa ấy nghe un un trương un hỏi un ơi hỏi sao bố về mà rồi un trương cô ngày un hôm nay về là dùng nơi đi nhà có giang ha vự giang ba đi theo chẳng vừa in ngày nay đi dùng hòa bình vự nom à đã rắn mà rồi mấy câu rồi ùn nói đi lên cái chốn hòa bình anh y vài chim bạn à chim vương hát chơi ra giờ anh ngay hôm nay về là dùng hòa bình ai người hát dùng chung tin cho thương cũng giờ người chẳng chung anh quỳ un ơi trường nhỏ kề à ha sương ô sương hào kỳ ô sương ra giờ ngày nó bây giờ na nhường sương ha nhường ha lời đưa cho em ở bàn bây rồi hỏi em cũng vừa anh cảm ơn đức đạo mà loan nang ngày nay à cảm ơn un nang bao anh dài un mận chữ anh hỏi em à cầu hôn đi un trường un buồn anh cô ngày này ra un ơi anh ơi hỏi với anh ơi đâu xin à bố anh ơi đôi cầu cũng vừa anh ơi thế thì mình chứ anh hỏi sám nang rình chăng un sương li mà rồi ngày này cô un nói bố mẹ kinh nhàn à mấy người mấy nam mấy nữ un đờ la chứ chi un bộ anh con cảm ơn cái tấm mình chàng mang sương anh hỏi
Un nang xin thưa đa dừa nhân xin chính an hà la người mu cha gai un la sư hà la đa dừa thế là bồ mê khinh nhàn mà con một năm một nữ như con mang trường ra giờ un ơi un đã xế dừng à cửa hà nhà rằng đang chưa dùng đưa mà chưa uống ngày ra giờ un nó hơi bữa ngày mưa xám đôi mưa là bố mẹ dạch cửa dựng nhà cho em mà thôi chưa ý nghe ơi nhưng bây giờ un lừa vì lỡ ca sao tình xấu nịt là uống mà bao rồi đã chưa ý nghe ơi ôi ó mặt un ơi hoa xa un bùm anh rồi mà mang trường nông nhà ngay ni trường un anh mặt à là hà nó khi nó un bùm anh cầu ni mà trường nông nhà un nó ơi suốt ngày đi xuống đi chơi cái chuồng nó vắng cái thôi nó chửi cho đã chưa yên hơi thế nó vừa biếng vừa lười ăn chửi hạt lượn vậy thôi nó băng cho đã chưa yên hơi thế thì bữa nay un bớt đi dùng à un ơi ở nhà lo công việc để mà cho xong rải un ơi un à quá mồ mà xiềng mưa mắng tin cái yên con chinh nó đầy ăn sang un nó cầm sùl về rồi đi luôn ra rồi người cho rên ngày nay nhớc mòn un ơi đi lên đến đất hòa bình đi chơi rải un ơi đi chơi đi dùng un ơi đứa em cắm màn à một ngôi hay trường chẳng giờ un nó hơi em ra mà nói gâu đi chỉ lo cái vừa cái ba em ghen thọ chưa em ơi cho rên cầu ni anh hỏi xong rồi đưa anh hỏi tiếp un rồi bố anh cô ngày un anh à hứa vui ha em á ơi đừng na bố lại vậy rồi em thương con bạn em rình la bữa ngày un xây dựng cửa nhà li ung
xây dựng đưa mà biến nhau ra ủn ra sinh nhàn mẹ người con mẹ nam mẹ nữ ngày nó đưa anh về trời con nhận nó ơi cảm ơn cái tấm mình chàng mang sương ủn hỏi ủn đi xin thừa đã bàn anh ơi xin xa mua chợ hà là trái mua chợ gài anh ơi vì là dùng bé rơi mà chửi không bàn anh ơi nếu mà ngày nó chính khá giàu mà lý chung ủn sương ủn việt thiệp mới cho anh cô ngày ủn này đưa anh vía dùng à trời mương cho hà xây dựng đưa má cho xuân ra ủn ơi giao chưa lúa khớm cây ngã ơi nếu có đà mà cười u na thì lao tin đã chưa anh ơi thế thì mừng làm ủn ơi bờ ngay cặp ủn mà ủn ơi cái khi mưa bay mà ủn ơi ủn chưa lì dâu lì chung ư nó ra ủn nói mận chưa cắm ăn ủn nang ủn đà chảy rừng đàng hoàng mà có xuân rồi giờ ủn ơi nghe nó ủn cười em cho con ủn ủn ơi luôn luôn ủn hục mà rồi để nhìn cô ngày ủn hay ngày nó ủn coi điện anh ơi em già vì bữa ngày đã mà cào à vậy thôi vui chung cũng vừa anh ơi bỏ nó anh nghĩ chẳng trách cô vần mà ủn ơi bờ ngày mưa bài mà ủn ơi phương xa ở đình mà rồi lũ này ra ủn nói ngày này biết đình lùng lang mà ủn sẽ lễ dầu riêng nàng mà lẽ có con rồi giờ ủn nói bây giờ xuôi đã về kha đôi mình gặp mà lại đưa mà hát chơi đã dừa anh ơi hát chơi anh hỏi sắm nàng mày anh đã mất anh nàng đã có con rồi là ngày ni ngày này anh gặp anh nàng đưa anh cảm nhận muốn ván năm khẩu cô ngày nó hơi bây giờ anh hỏi ủn à rồi ủn hỏi lại anh chàng xin anh mấy con đi chưa anh ơi à,
Ê nhà ơi bố vơi à, ê nhà ơi đâu mặt na cả, mặt ta ơi u na chừ là cũng vừa à, ê nhà ơi. Hồn hoài anh bồ lại liền ngày nay un hoài ngầm à un nơi bờ gai mưa bay mà un nơi anh ngầm cặp un mà rồi đêm này ra un anh đi xây dựng à cửa nhà mới hà nằm khang đứa mà chưa có chỉ ra un ngày này cặp bạn à un nang tương e un đợi an đưa má chân anh ra un ơi bờ ngày mưa sám đôi mưa là anh già bỏ un à vậy thôi đi nọ nữa chưa anh à ơi rõ mẹ cá un ngày ni đã chạy rừng à cửa nhà đã anh đôi buồn nói rõ mày nhường à anh chưa ngày này cảm ơn à mà rồi un già ra un ơi bây giờ un nói thế à đi tiếng chẳng thằng à chưa anh à đừng thằng à chi à chưa anh ơi có chi chẳng liền mà anh cũng bữa nay anh về xóm về làng un sương un đời anh mà ư ni cô ngày un ơi ngày à nó về là xóm về là làng già lúa điện thoại un mà đón anh ra bàn anh chưa anh ngược un ơi luôn luôn un vai như mà rồi chân anh cô ngày un ơi hôm nay ngồi dùng chôn đi un nó vì nhớ bay đi lang tìm ra rồi dù rằng un có dầu có chôn có còn xây dựng à ngày nói vai hốt anh cô ngày un hay anh à hối à nhớ lệ à mà lời à đi à un nó gọi à đi anh à đi phải sang à con người ơi mưa năm cặp mặn ngày ni mấy anh ấy cặp un thì ngày nay rồi giờ un nói dù rằng chẳng ăn à un ơi ở trường hạ hẹn mà rồi vài năm khổ rai un hay bây giờ thôi lượng đã hết nã rồi đưa cho đôi kha kha rơi hát chơi à cũng rồi à thế thì lời chúc lời chào un ơi un nhớ mà cầu ni un ơi
như lê mà rồi sương nhau cô ngày un anh ngày nó đi chợ về hàng ngày rằng đi dùng và hay đang gặp nhau y bộ kha con un đừng bỏ xin lạc liêu dù rằng o nhớ mà rồi vai trường cô ngày un nói un nó như nhật ngày đi đưa lên kẻ bằng chiến hình ơi ngã dừa thế thì nhất chỉ bằng long anh việc thanh hoàng một vài ngày khâu rải anh linh linh chơi lên dùng nữ hê ni đưa anh điện nùn un rồi về ni rải un ơi tì răng un sao un là kha nhưng mà ta dùng cô thì mà thường cũng vừa hình hơn dù rằng nếu ai nói ngã nói nghiêng em già đừng vậy cái thời thăng chi cũng vừa nghe hơi bỏ răng un sầu mà un kha mẹ anh cứ như lì mà nghìn năm dài un ơi un già có sầu có kha mẹ anh cứ quyết đưa mà chương nhau có ăn chẳng mi em ra hát ngọt hát ngào un hò bò nhà vậy cái thôi về là theo đi chùa sương ngủ em chẳng mặt là thế nó chia chạy em mắng khổ mà rồi ngày nay rồi un nói hôm nay cho đây ăn đi hát rồi un hò mòn thăm đùn thăm nhà về là theo đi chùa em ơi cho riêng anh trưởng anh tặng hoa ni đêm khuya un đừng mà nhân kẻ rồi hoa chi nơi un ơi hoa đi un nhân bằng a hoa vì là thanh hoa cùng ơi nga un nó măng xiềng hạt ngọt ngào măng thường nung dừa em ơi xiềng em hạt thật hạt xa ngay nó ủn như đưa mà xiềng em cô ngày ủn hay thì nha là nếu biết nó du có bạn ấy chết đấy.